Tối ngày 25 tháng 6, vòng chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 đã diễn ra ở Pattaya, Thái Lan. Người đẹp Philippines đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Danh hiệu Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 đã thuộc về người đẹp Firstia Anne Ravena đến từ Philippines. Vị trí ao 1 thuộc về đại diện của Colombia, ao 2 là người đẹp đến từ Pháp. Trong giây phút đăng quang, Hoa hậu Firstia Anne Ravena đã không kìm được nước mắt. Cô là người Philippines thứ ba chiến thắng trong cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới. Năm nay, đêm chung kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế được tổ chức với quy mô hoành tráng, quy tụ gần 30 thí sinh đến từ các châu lục.